Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất. Gần đây nhất đó là một vai khách mời trong Cánh đồng bất tận. Còn cái vai chính mà gần đây nhất đó là bộ phim Đẹp từng cm thì là cũng cách đây cũng khá lâu rồi. Và cái lý do mà gần đây Hà không tham gia phim nhiều đó là tại vì thời gian cũng không có cho phép. Mình cũng bận một số việc riêng cũng như là việc học. Và cũng vì mình muốn tìm cho mình một cái nhân vật nó khác biệt hơn so với những cái nhân vật mà mình đã tham gia trước đây. Đó, xong rồi Kiều Thị nhìn Linh Lan say đắm. Chị Hằng cao thế hơn quốc dư cổ em. Hai động tác cũng vậy thì phải có cái đó, cho nên lúc đầu là em yếu hơn này gì đó. Mà chị Hằng mới dạy lại cho em cách đi vậy đó. À sao cái đó là dạy đó. Cái sau là dạy là nắm tay lại. Mưa đẹp quá. Vậy là dạy rồi đó, có nghĩa là biết chỉ cho cách là mày đánh vậy nhưng mà vẫn có chỗ hở để người ta đánh. Đó, cái này là phải quay góc nào mà thấy được. Nó đẹp hả? Nghe chị. Đó là đâm luôn á. Đó, đâm. Đó, đâm. Đó, 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 đó. Thổi gió đi. Thổi gió đẹp mà. Vậy thì phải cho từ bên đây đi, đây đúng không? Không có. Rồi vậy. Nhìn em đi. Nhìn em đi. Dây tóc rồi. Không đẹp. Có tóc đẹp. Rồi. Ok. Rồi đã quay rồi nha. Linh Lan là một nhân vật mà nhìn bề ngoài thì đây là một cô gái rất là trong sáng, rất là dễ thương. Nhưng mà thực sự bên trong thì cô chứa đựng một cái bí mật rất là nguy hiểm. Quay nguy hiểm á thì cần rất là nhiều yếu tố, mà cái yếu tố chính đó là mình phải luyện tập rất là nhiều. Cho nó đừng có bị xước tay. Bây giờ bị xước nhiều lắm rồi đó. Một ngày bị lủng lỗ một chiếc giày. Mỗi ngày là một đôi. Một tháng là 30 đôi giày. Đoàn phim trả tiền. Anh Minh nhớ trả tiền cho em nha. Chị vừa quay qua mà. Cái lúc té đó hả? Cái lúc này là
Hà còn nhớ rất là rõ cái ngày đầu tiên mà khi bước chân lên Cascade Quốc Thịnh để mà tập. Lúc đó thì chân tay mình là quề quào lắm, đá không được mà đánh cũng không được luôn. Mà cũng không ngờ là thời gian qua nhanh quá, mới đây mà cũng 2 năm rồi. Thì cũng nhờ cái sự giúp đỡ tận tình của Cascade Quốc Thịnh, đó là một đội ngũ anh em rất là nhiệt tình, rất là thân thiện và rất là thương đàn em của mình, và đã chỉ dạy cho Hà cũng giống như là những diễn viên trong đoàn. Và đến ngày hôm nay thì mình cũng tích lũy cho mình kha khá những cái thế võ để mà có lẽ là tự vệ ngoài đời cũng được rồi đó. Đối với Hà, 2 năm trời tập luyện với các anh em bên đó thì mình cảm thấy giống như một ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Những cái cảnh nguy hiểm mà anh em bên Cascade Quốc Thịnh là phải thực hiện, thì những lúc mà thấy các anh em bên đó có khi bị thương á, thì mình cảm thấy mình buồn lắm, mình đau lắm. Thấy mọi người bị thương mà bị đứt tay đứt chân xong phải may lại, mà giống như chính bản thân mình bị đứt tay đứt chân vậy. Thật sự là mình cảm thấy rất là yêu thương các anh em bên Cascade Quốc Thịnh. Nói chung là đã làm việc cho chắc đơn mà thì đi mà không, mình nằm đi, nó sẽ có những cảnh thì để được rồi là sao gì mấy thầy, chuyện này cũng chưa có vấn đề gì, chỉ là nhẹ. Đúng rồi kìa. 1 2 diễn. Đẹp quá, đẹp rồi đây. Rồi rồi xong, xem playback. Rồi đây. Nhất vị vậy. Đẩy gánh rồi lâu qua. Cái này nè. Chấm đầu. Ơi sao luôn nhất. Cho luôn. Dạ dạy đi. Lại lại vậy kìa. Để nằm nghỉ. Bác sĩ ơi. 2 3 Bản thân Hà thì Hà sợ độ cao lắm, sợ kinh khủng lắm. Mà nội là mình đứng trên tòa nhà cao tầng không là mình cảm thấy là mình sợ, mình quíu chân rồi. Và có những cái cảnh quay là mình phải bay từ ở trên đá xuống. Mà nhìn cái đá đó, đứng nhìn á, nó không có cao. Nhưng mà khi mà mình bước lên cái đá đó, mình chuẩn bị mình nhảy xuống là mình bị quíu chân liền. Mình thấy trời ơi sao cao quá, mình chắc là mình không làm được đâu. Bước dài đó, bước dài đó. Rồi đâu, rồi đâu, xuống rồi. Mà hôm đó thì trời biển động và gió kinh khủng lắm. Quay mông mông ở trên không mà xuống không được. Thì khi mà đi xuống thì nó có một cái sợi dây thép ở dưới. Mà xuống không khéo thì sợi dây thép đó nó sẽ cắt người, hoặc là cắt vai, cắt chân, cắt tay gì đó. Cho nên mình sợ lắm mà mình cứ quíu người vậy nè. Rồi, hai luôn. Hai luôn. Chơi vui không? Thấy vui quá trời. Quay lúc đó là quay cũng gần là 30 mấy vòng á, cộng với một ngày quay ở trên thuyền, thì tối hôm đó về là coi như là ói xanh, ói vàng, ói suốt cả đêm luôn. Và ngày hôm sau cũng vậy, đang đứng quay với mọi người đá cầu mây thì Hà nói với đoàn là thôi cho 10 phút vô ói tiếp. Giờ mà nghĩ lại những cái đó cảm thấy là sợ hãi lắm đó. Và nhưng mà cũng nhờ những cái cảnh quay này thì mình cũng rèn luyện được bản thân và mình cũng vượt qua chính mình rất là nhiều. Sợ sẽ bị sợ độ cao không? Không rời tim chị không? Không, em cũng sợ. Gặp thình cái chân chị nó rung. Bây giờ mình không quen được cái mút túi rồi ra ngoài chống mặt. Mình đã dập đi, vừa dập lại bao nhiêu ngày. Đối với những cái cảnh treo ngược thì ngày nào cũng phải tập trồng chuối hết. Mỗi lần tập trồng chuối vậy cũng khoảng 5 phút là tập lần, mà ngày trồng chuối không biết bao nhiêu lần để mình tập quen cho máu nó dồn lên não, để mình quen với cái cảm giác đó, để mà khi quay thì mình chỉ tập trung vào cái vai diễn thôi mà không bị vấn đề về sức khỏe. Rồi, có mồ hôi rồi. Cả chuẩn bị nhiều dây nha. Máy chạy trước nha. Làm gì giờ, em làm gì? Giờ chị đóng tay em nè. Rồi, cả người lên. Thả tay em rồi. Ok, xuống xíu mới đó. Rồi, công trên này nha.
khi mà bị rơi từ trên cao xuống mà chúi đầu xuống thì rất là sợ, cảm giác mình rất là sợ. Nhưng mà thực sự là để vượt qua những cái cảnh quay đó thì mình phải tin vào ekip của mình, phải tin vào những cái người mà làm dây, phải tin vào đội ngũ cùng cộng tác với mình. Thì khi mà mình có cái niềm tin đó thì mình có thể mình tự tin hơn để mà mình hoàn thành tốt cái cảnh quay đó. Thấy chưa? Rồi. 1, 2, 3. Rồi, cái chân kia đừng quay, bỏ cái chân kia ra. Sợ thiệt, tim đập nghe, ở đây còn nghe nè. Chết bịch bịch, tình bịch bịch. Huy em làm gì đâu Huy? Đây à, mình phải thử hồ bơi cho diễn viên. À, hồ bơi lạnh quá, mình còn lạnh, không muốn chi diễn viên. Thôi vậy mình ngồi xuống thử nha. Huy, mày xuống đó mày la lạnh á, sao diễn viên dám xuống vậy? Đúng rồi, cô ấm quá. Ấm, đúng rồi. Ấm mình đi thử mình phải nói đúng ấm quá. Thì diễn viên á mới dám xuống được, đúng không chú Kiệt? Đúng, đúng, đúng. Sao quê? Ấm. Ấm. Ấm lắm anh ơi. Còn thơm không? Thơm vô cùng. Rồi đi quậy bên trong cho sữa nó lên lại đi. Ráng xuống với hồ ấy rồi. Theo qua đi. Đúng rồi, mình vô báo cáo là nước nó ấm lắm. Dù sao cũng vậy, tí xíu cũng đổ nước sôi vô mà. Ghê 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 ghê, khỏe khỏe. Ghê. Lực sĩ. cái sàn phơi đồ nó nằm đâu quá nè. Nắng nóng rồi. Coi như cạm dùm một cái áo cho lưng Lan luôn á. Rồi, nước sôi tắm ấm à. Rồi ok, rồi. Dạ. Hát cậu, hát ca phải không Ngọc? Ca đâu hả? Ra lấy cái dù đó ra. Sao thì lấy đồ cha sang nhà cha lưng chứ ạ? Cái con ngu này, nghĩ sao bên người ngoài mày? Yeah. Hay quá, hay quá, hay quá. Là em phải đánh cái này trước rồi, đánh trước xong mà mới giật chị ra nè. Rồi, mấy anh chạy. Sao thì lấy đồ chè xài nhà chạy lưng cho ạ? Cái con ngu này, con người ngoài hả? Cái con ngu mất này, cái con này. Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là hỏng con đau mọc thôi, chưa chết là mấy lắm rồi. Tao là ai? Nếu không mà kẻ làm nếm với mày. Mày, đánh nó, quá vậy. Em giết mày thôi. Dừng lại! Trong thời gian qua khi mà đi phim với nhau á, thì ngoài cái công việc ra thì mình còn có cái mà mình đạt được rất là nhiều, đó là mình trải qua những cái cuộc sống chung với mọi người rồi, nhất là đội kỹ nữ của Đường Sơn Quán thì thực sự là sau những cái cảnh quay thì ngày nào là chị em cũng tụ tập với nhau hết á, tụ tập ăn uống rồi vui chơi với nhau, thì đó là những cái kỷ niệm mà chắc chắn rằng là sau bộ phim này thì mình sẽ không bao giờ mình quên được đâu. Mỗi người thì có một cái tính cách khác nhau, nhưng mà thấy rằng là tất cả những diễn viên nữ tham gia phim thì có một cái điểm chung, đó là ai cũng đều là những người phụ nữ rất là mạnh mẽ.
Ở đây thì thực sự là buồn lắm. Những cái ngày mà không có quay phim thì buồn và nhớ nhà, nhớ Sài Gòn dữ lắm. Cho nên là những ngày mà không có quay phim á, thì các chị em thường là mình tụ họp lại với nhau, xong rồi mình đi siêu thị. Thực sự là ở resort Ngọc Xuân này mà mỗi lần mà được đi siêu thị giống như là được đi shopping vậy đó. Mỗi lần mà đi vô siêu thị vậy thì mình mua rất là nhiều đồ. Và mỗi lần mua vậy về cái bắt đầu là chị em rồi xúm nhau lại để nấu ăn. Lên Lan nấu cho anh á. Ok ok chị. Tăng Tân Hà thì từ hồi mà anh Thái Hòa đến đây thì anh Thái Hòa rất là cảm phục cái khả năng nấu ăn của cô Linh Lan. Nói thì bây giờ ông mới hiểu được vì sao ông Quang Du ổng yêu Linh Lan. Cái nấu ăn mới chịu á. Nấu ăn nha. Wow. Rất ngon. Ta nói thì cơ mình đó. Để cho chó mặt ảnh. Ủa nghêu hả? Anh Hến, đây bắt nè. Đây bắt nè, em ngồi đãi nè. Ngon không anh? Em nấu cái mấy món này ở đâu? Tự tìm tự nấu luôn. Đó là buổi chiều á, thì ai mà quay á, thì đi quay. Còn ai mà không quay á, thì ra ngoài biển đào hến. Xong rồi về là luộc sẵn, rồi bóc vỏ sẵn, rồi chuẩn bị sẵn. Xong rồi Hà về là Hà sẽ nấu. Xong rồi tối cả nhà xúm nhau lại ăn như vậy á. Giống như một gia đình vậy, rất là vui. Và vui quá đến khi là nhiều khi trông chờ có một cái ngày để nghỉ, để mà có thể mà nấu ăn với nhau rồi chơi với nhau. Rồi anh Sáng đâu? Anh Sáng đại diện nào? Đây, có con. Kê. Nhanh. Đó. Uống cho coi. Cạn luôn nha. Trời ơi. Cạn luôn nha, 100%. Ok, uống coi. Chưa bao giờ mà Hà đi phim nào á mà có nhiều buổi tiệc chia tay. Như là phim Mỹ Nhân Kế là mỗi lần mà cứ một người mà hết vai đi về là đoàn lại tổ chức một cái tiệc chia tay cho người đó. Hoặc là hôm nào mà tổ nào mà có người nào mà có sinh nhật á, thì đoàn lại tổ chức thêm một cái tiệc sinh nhật nữa. Làm cũng nhiều, làm cực lắm. Làm từ 4 giờ sáng, bắt đầu 4 giờ sáng là mọi người bắt đầu làm rồi. Và nhiều khi là 6 giờ rưỡi là bắt đầu đoàn xong mà diễn viên còn phải tập đến 10 giờ nữa. Nhưng mà làm thì làm, nhưng mà ăn chơi vẫn rất là đều đặn. Và họ nghĩ rằng là đây là một cái điều rất là tốt. Tổ sản xuất, tổ hiện trường đã chăm lo cho các diễn viên, cũng giống như là các tất cả những anh chị em trong đoàn rất là tốt và tạo cho mọi người một cái không khí là làm việc với một cái tinh thần rất là thoải mái. Thời gian vừa qua thì cũng có một số hình ảnh PR cho bộ phim, một số hình ảnh về hậu trường, cũng giống như là trong lúc các anh em mà làm phim với nhau thì khán giả cũng biết được một phần nào đó về phục trang của phim rồi những cái nội dung của phim. Nhưng mà Hà có thể chắc chắn rằng là những gì mà khán giả đã được xem qua những cái hình ảnh mà được đăng tải trên báo chí cũng như trên internet chỉ là một phần 100 những cái điều thú vị mà trong phim thôi. À, còn rất là nhiều điều thú vị khác của bộ phim Mỹ Nhân Kế thì quý vị khán giả hãy đón xem. Thank you.
Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất.